Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Coi này chắc chắn là chai nước miếng. Đây là mình sẽ ngâm nước muối nha mấy bạn. Rồi bây giờ nhà mình là hái me để làm mức ăn Tết nha mấy bạn. Và thật sự cái này là ăn trước Tết luôn, có nghĩa là mức me ăn dần từ từ tới Tết nha, chứ Tết nhiều mức quá là sẽ ngán nha. Chị Trang lấy vỏ chị Trang. Người ta leo lên tới nóc nhà rồi nè. Cây me này là rất là nhiều trái nha mấy bạn, mà làm mức là phải là me chua nha. Đây mấy bạn thấy không, trái quá trời luôn. Mà nó mọc là cái sau hè của cái nhà nè, nên là leo lên nóc nhà và hái nha mấy bạn. Đó, mứt me thì làm là rất là nhiều công đoạn nha, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Mẹ thái chắc 4 lần chưa tới nè nha. Thấy cái màu là biết rồi. 1, 2, 3 rất cái bạch. Mẹ không chuyền cái nghe kéo lên cho nó. Hôm qua người ta đã có kinh nghiệm hái hôm qua rồi. Ở trên cao nữa sao hái tới ta. Trên cao quá trời luôn kìa. Chị đang leo thấy nguy hiểm quá vậy đó. Rồi sau khi hái khoảng 15 phút thì sẽ có một cái rổ me nha các bạn. Rồi thành quả 15 phút này hái yên tiếng chắc ra được 20-30 kg quá. Rồi đổ ra đây chị Đan. Đây quá cho me luôn mấy bạn ơi. Mấy trái này là siêu chua nha, là chua làm mứt ăn mới ngon. Ủa này me đậu phộng hả? Mày dán chứ đậu phộng gì? Bởi chị Trang này nói sai nha. Thôi về đi. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Coi này chắc chắn là chai nước miếng. Quá trời luôn. Đây mấy bạn thấy thành quả không? Sau 15-20 phút hái nguyên một rổ me luôn nha. Đây mấy bạn coi nè, một trái me nha. Trời ơi, ăn một cái là chảy nước miếng luôn nha mấy bạn. Cái này chấm ớt ăn nha, hoặc là mắm ruốc. Nó chua. Nó chua. Cách mà mình làm mứt me mấy bạn. Cái này là me này, sao mình bỏ vô ngăn đá nha, tủ lạnh đó. Khoảng 3 đến 4 ngày, sau đó mình đem ra mình xả nước thì nó bị dập bẻ lại á, nó dập lại. Thì mình lột cái phần hộp với phần vỏ ra luôn nha. Sau đó mình xên với phần đường. Rồi mình đem phơi khô rồi ra được cái thành quả nha. Tí xíu mình sẽ quay cái thành quả cho.
À rồi bắt đầu mới bắt đầu sên hả? lúc lượng thêm cái bắt đầu đổ me ra, lấy cái nước đó mình thắng kẹo lại, kẹo lại cho nó cần bỏ me vô, mình chọn cái đầu tiên là phượt. À đó, đó là một cái công đoạn làm me nha các bạn. Kể thì rất là nhanh, trong vòng 30 giây thôi, nhưng mà làm là nó kéo dài tới ngày này qua ngày kia nha. Bây giờ mình sẽ lọc, mình ngâm hết cái phần 5 kg me này các bạn. Đó, rồi mình sẽ quay cho mấy bạn xem được cái thành phẩm nhà mình làm nước me như thế nào nha. Rồi đây mấy bạn, đây là thành quả nha. Đây là mình sẽ ngâm nước muối nha mấy bạn. Ngâm là cho nó săn lại, rồi ngâm khoảng 6 tiếng nha. Rồi sau đó bắt đầu là mình sẽ tách cái phần hộp này ra, rồi sau đó mình sẽ ướp đường, mình rim và mình đi phơi nắng nha. Mấy bạn cái này thì mình có thể mình ngâm chua ngọt cũng được nữa nha. Cái này ngâm chua ngọt ăn rất là ngon nha. Ngoài làm mứt thì làm mứt sẽ cực hơn làm chua ngọt rất là nhiều. Mấy bạn thấy cái mấy cái trái này là thịt nó quá trời luôn nè. Đây, cái này là lúc mình lọt mình không có ngâm nước muối liền, nó bị đỏ đỏ đen đen nè. Còn cái mấy cái trái trắng trắng này là mình thả vô nước liền luôn nè, thấy không? Rồi bây giờ sau mà khoảng 6 tiếng ngâm nước muối, bây giờ mình sẽ lọt cái phần hộp ra nha mấy bạn. Rồi sau đó bắt đầu là ngào với đường. Trời ơi, con mini đâu rồi? Chỗ khác mini. À đây là con chó mới nhà mình nha mấy bạn, tên là mini nha. Còn ở đây một con nữa là Mina nha. Ủa quên, Mina chứ quên. Con mini với con Mina. Mini nhỏ hơn nha. Đây chỉ cho mấy bạn cái cách mà mình tách cái hộp nha. Cái đường này nó sẽ có chỉ nè, đường sống nó có chỉ, thì bên đây là chắc chắn là không có chỉ nha. Thì mình sẽ rọc ở bên hông này, rồi mình nặn hộp ra nha, rất là nhanh và đơn giản nha. Rồi cái này là mình đang tách cái phần hộp ra khỏi cái phần thịt me nha mấy bạn. Cái này mình tách thì cũng rất là nhanh. Rồi sau đó là mình đem đi trụng sơ nha. Rồi sau đó mình mới là đi ngào với đường, ướp đường. Rồi ướp khoảng là một đêm nha. Rồi bắt đầu là đi ngào hoa phơi mẹ. Một đêm cái bắt đầu đổ me ra, đánh với đường mình thắng lại. À thắng lại cái bắt đầu thắng kẹo lại, cái mình đổ me vô rồi mình phơi. Đây, các bạn thấy trái me này nhìn là thèm chảy nước miếng không? Me này ngâm chua ngọt ăn luôn. Chị Trang nó biết làm hả? Trầm mày. Tính đặt Mina Mina rồi nhưng mà trùng tên nên tội nghiệp Na. Mình chuyển thành mini thôi. Chị cũng chị Tư nè. Để đẻ đi nuôi hết. Để cho mình bự quá. Cho mình ăn chó cho quá lửa một cục. Ai ngờ mini mini không. Chó siêu nhỏ luôn. Học bỏ uổng mẹ, suy nghĩ cái học làm gì ăn à. Rồi đây, đây là cái phần mứt me mình đã lọt và tách hộp xong nha các bạn. Mấy bạn thấy một đống hộp không? Đó, tách hộp xong rồi nè. Làm rất là nhiều công đoạn nha. Làm mứt me thì sau này khỏe nhất là cái vấn đề là mình lọt cái vỏ thôi, nhưng mà công đoạn này vẫn như cũ nha mấy bạn. Rất là cực luôn. Cái me này là rất là chua mấy bạn. Ăn vô là chua là quéo luôn nha. Ai mà thích đó thì làm cái nước mà chua chua ngọt ngọt cay cay á, ngâm me chua ngọt. Đó, bây giờ mình sẽ trụng nước sôi nha các bạn. Đây, mình sẽ đổ vô hay là đổ vô không nè. Đây, mình sẽ trụng nước sôi nha, trần sơ qua nước sôi á. Cho nó là để ráo rồi ướp với đường, rồi để qua một đêm. Rồi rim hoa phơi mẹ. Đây, bắt đầu đổ me ra, cái lấy nước đường đó mình thắng kẹo lại. À. Kẹo lại cái mình đổ me vô, à, là lấy cái nước này luôn. Mà cái nước đường phải không? Nước đường. Rồi.
mắm là cho kẹo mình mới nha. À. Đổ vô. Rồi mình sẽ kết thúc video làm mứt me ở phần 1 ở đây nha mấy bạn. Phần 2 mình sẽ quay được cái phần công đoạn chế biến cái thành phẩm của mình như thế nào nha. Mấy bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Kênh của mình là Cường Ken Cook Official, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới cho mấy bạn xem nữa nha.